Sáng nay, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân đã chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2019 và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm của ngành nội vụ. Tham dự tại điểm cầu Đồng Nai, có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Quốc Hùng cùng lãnh đạo Sở Nội vụ và các sở ban ngành liên quan. Theo báo cáo, trong 6 tháng đầu năm nay, Bộ Nội vụ đã trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành 14 văn bản liên quan việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019-2021. Về cải cách hành chính, hiện nay có khoảng 40 địa phương đã xây dựng và triển khai mô hình trung tâm hành chính công cấp tỉnh. Chính phủ đã khai trương trục liên thông văn bản quốc gia. Theo đó, 95 trên 95 cơ quan trung ương và địa phương kết nối trục liên thông văn bản quốc gia, đảm bảo việc gửi, nhận văn bản kịp thời, tiết kiệm. Thực hiện chính sách tinh giản biên chế, từ năm 2015 đến ngày 30 tháng 6 năm 2019, Bộ Nội vụ đã thẩm tra việc tinh giản biên chế với số lượng hơn 41.500 người. Tính đến hết tháng 6 vừa qua, đã giảm được hơn 6,7% so với số giao năm 2015. 54 trên 63 tỉnh đã thực hiện việc sáp nhập các trung tâm có cùng chức năng để thành lập trung tâm phòng ngừa và kiểm soát bệnh tật. Hơn 61% số huyện thực hiện hợp nhất bệnh viện huyện và trung tâm y tế. Bộ Nội vụ cũng đã trình Chính phủ ban hành Nghị định số 38 quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, đồng thời ban hành theo thẩm quyền hai thông tư hướng dẫn về chính sách tiền lương. Về tín ngưỡng, tôn giáo, Bộ Nội vụ đã phối hợp với các cơ quan, tổ chức hữu quan, tổ chức thành công Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc Vsat 2019 cho hơn 3.000 đại biểu chính thức của 115 quốc gia và vùng lãnh thổ, v.v. Phát biểu kết luận hội nghị, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân đánh giá cao những nỗ lực của ngành nội vụ cả nước trong thời gian qua. Bộ trưởng đề nghị trong 6 tháng cuối năm, ngành nội vụ cả nước tiếp tục triển khai 11 nhiệm vụ còn lại của năm, trong đó cần khẩn trương thẩm định biên chế công chức năm 2020 để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, thẩm định giao số người làm việc cho các bộ, ngành, địa phương năm 2020, tham mưu cho cấp có thẩm quyền giải quyết những khó khăn về tổ chức bộ máy của các cơ quan chuyên môn và biên chế sự nghiệp thuộc lĩnh vực giáo dục và y tế, thực hiện việc kiểm tra tinh giản biên chế theo báo cáo của các bộ, ngành, địa phương. Bên cạnh đó, tiếp tục hoàn thiện 14 nghị định trình Chính phủ theo quy định, trình Thủ tướng đề án về cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức và đề án đầu mối công tác đối ngoại nhân dân, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác của ngành trong năm theo kế hoạch đã đề ra.